Nhiều khi mấy bạn muốn gửi hàng về Việt Nam đúng không, nhưng mà bạn bận đi học đi làm, cũng như là bạn không có thời gian ở nhà để có thể đưa hàng, cũng như là các bạn hay làm đêm, nhưng cho nên cái khung giờ của bạn không có tiện để các bạn mang hàng đi gửi đúng không. Thì nay công ty của mình sẽ hẹn nhân viên đến trực tiếp nhà mọi người lấy hàng luôn, dù cho bạn Osaka này, Hokkaido, Nagoya hay là Yokohama, tụi mình cũng đến lấy trực tiếp ở nhà của các bạn hết luôn nha. Các bạn chỉ việc nhắn cho bên mình thời gian, địa điểm cũng như là khung giờ mà các bạn có thể đưa được hàng, thì bên mình sẽ hẹn nhân viên đến trực tiếp nhà mọi người lấy luôn nha. Có nhiều bạn á, sống ở Nhật cũng lâu rồi nhưng mà các bạn chưa từng gửi đồ Việt Nam, nên nhiều khi là các bạn không có biết cách gửi hàng Việt Nam, thì nay là công ty của mình đến trực tiếp nhà mọi người lấy, cho nên là cái việc gửi hàng nó sẽ trở nên thuận tiện hơn nha. Và đặc biệt đó là các bạn có thể thanh toán cả tiền Nhật hoặc là tiền Việt, cái nào cũng được nha, mọi người thoải mái. Bên mình hướng tới việc làm sao cho mọi người gửi hàng cảm thấy trải thuận tiện nhất, không phải mang hàng mang vác hàng ra combini như trước nữa, nên những bạn nào muốn gửi hàng Việt Nam thì cứ nhắn tin cho bên mình nha, thì bên mình sẽ hẹn nhân viên đến trực tiếp nhà mọi người lấy hàng cho mọi người luôn. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ mình nha.